là lực ngày cho giới nam giới và tám giới, vì ngày cho lúc vì chỉ có cái điều khác biệt là đến thứ ba thì ngày sẽ cho hai lần, lần thứ nhất cho những người giữ ngũ giới rồi thứ hai cho người giữ pháp luật hai giới. Và sau đó thì người giữ ngũ giới sẽ ngừng lại lúc sau khi họ giới thứ năm, và người giữ pháp luật hai giới sẽ tiếp tục một phần. Chúng con xin thành kính lễ ngài. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để gần giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Ba của Ba đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ thâm thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Ba của Ba đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ thâm thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Ba của Ba đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thể chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đa Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đa Qua đó. Ngài là bậc A La Hán thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn độ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng.
Con xin vâng giữ đạo Phật là phương tâm xa sâu sắc sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sâu trong cấp. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự trong cấp. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sâu thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự no dồi. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự nói dối. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự dễ dụng rỡ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự dễ dụng rỡ và các chất sai. Giờ thiện tinh thanh thở trì ngữ giới này chỉ được trong sạch. Phải đang vẫn giữ hành theo cho đến trong đời không nên dễ dụng. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự ăn xa giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự ăn xa giờ. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự hoa tối phèn đời. Xa mát nga đàn kèn trang điểm thoa bực thông dột phân và đeo trạng qua. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự muôn hát tối kèn đàn xe muôn hát nghe đàn kèn trang điểm thoa bực thông dột phân và đeo trạng qua. Con xin vâng giữ đạo học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi hơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Chư thần tinh hạnh thọ trì bát quan trai giới chỉ được trong sạch trong ngày nay và đêm nay con nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dễ vui. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dễ vui. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dễ vui. Mãi ca kê nên chư tiện tin răng thở trì giới vật chỉ được trong sạch hôm nay đã lâm nhờ sa thu sa thu sa thu lành thay phạm thiên vẫn ngắm mà ngồi cổng khoan Phật nhận lời nhưng chẳng hay gì hơi quyết lòng mở đạo giai đời nhắm vườn lộc giá ngày trời trên sang kia pha đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần dư được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáp đen toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thượng phổ cập đám mưa lần rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thân ngài thuyết pháp nội đàn từ bi chúng sanh mọi khắp chốn đi tôi mê cầu đặng tri tri vẹn toàn. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato
Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Buddhang Bhojami. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Dhammang Bhojami. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Sanghang Bhojami. Con đã bắt lòng thành kính lòng lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cúng cao thượng, được chứng bà trên biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chia dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam Bảo, có được vinh giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sợ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu sa tu lần hai. Tiếp tục giải thích câu hỏi của Phật tử liên quan đến sự tu tập. Kinh bạch Ngài, và ngày ngơi sau khi ngồi thiền, con nằm nhìn lên trần nhà, con thấy đào đình quýt đông ở đó chạy chạy như con bò xích chạy tới chạy lui theo một lộ trình nhất định. Sáng thức dậy, con dòm đồng hồ điện tử, con thấy mấy con số nó chạy vòng vòng. Xin Ngài giúp con hiểu như vậy. Con mắt con có vấn đề gì không? Điều này chỉ xảy ra khi con ở trong khóa thiền tích cực. Kính đại lễ Ngài và triền Ngài. Này, liên quan đến sự tu tập, vì giải thích câu sao hỏi không biết con mắt con có vấn đề gì không, suy nghĩ tới con mắt. Vì thấy câu chuyện như vậy, câu chuyện bây giờ trình bày đây nè, đầu đền vít đắng ở đó chạy chạy như con bò xích chạy tới chạy lùi. Rồi bây giờ thức dậy, rồi con dòm đồng hồ điện tử, con thấy mấy con số nó chạy vòng vòng. Này, như vậy như thế nào? Xin Ngài giúp con hiểu. Vậy con mắt có vấn đề gì? Bây giờ con mắt không có vấn đề gì, vì ở dưới có một con giải thích rất là rõ. Điều này chảy xa ra, xảy ra khi con ở trong khóa thiền tích cực. Đây, như vậy ở trong khóa thiền tích cực mới có thấy như vậy. Bây giờ kể mà không có tích cực không thấy như vậy. Như vậy vấn đề con mắt đừng có thắc mắc với nó. Không, mắt không có gì hết. Bây giờ ngồi thiền đó, nhắm mắt nhìn lên trần nhà thấy như vậy. Này, vậy con đứng đã đông đó một cái lý để tìm cái sự thật. Đầu đơn huyết đông ở đó chạy chạy như con bò xích chạy tay chạy lùi theo một lộ trình nhất định. Hỏi thêm sao? Có vì cái tình tưởng là đơn nó chạy
không, đang ở đó, đang ở trên đó, đó. Nhìn cho kỹ chút, làm sao nhìn bằng cách quy niệm, nhìn thấy này, như vậy mới gọi là thiền quán. Nếu quý vị nhìn thấy đinh, như vậy cái đó là ở trong ý niệm, ta gọi là đinh, và ta nói là nhìn biết đó ở đó chạy tới chạy tới họ tiếp chạy tới. Như vậy nếu mà và theo lộ trình nhất định sạch thật đinh, nó đóng đó nó không chạy tới. Đây có một tượng do tượng gì làm sao chạy nên thế đó cái chạy chạy với lúc thầy màu sắc thầy Đức Phật dạy tức thế tức tham nạp tăng thủ vị tế. Các bậc thanh nhờ ngài nói về đó thấy chỉ là thầy thôi sute sota nattam bhaviste nghe chỉ là nghe thôi sute nattam tiếp xúc cái nó là tiếp xúc thôi xúc động vinyate vinyata nattam bhavi hai biết tâm nó hai biết các bậc thanh nhẹ bây giờ đi trên lộ trình của các bậc thanh nhẹ thì chúng ta cũng tập thể như vậy nêu điều vào như vậy điều liên quan đến thanh này thì chúng ta tập anh ai bộ phòng sẽ đề khác á xuyên thấu này bằng cách là chú tâm niệm Phật nghe tiếng nói của chánh niệm nó là phần các quán trong đó à đẹp à nhìn biết cái theo dõi cho cái như cái chữ phần thì sẽ giống không không nó lên rồi nó xuống càng lên xuống rồi bây giờ mắt mình nhắm rồi nên là chánh niệm không là vì thế tâm đã đó mà nếu tâm không có chánh niệm thì tưởng đã tới thầy là bây giờ chúng ta sống với tưởng ý niệm để chúng ta đặt tên nó mà biết thơ mộc cây dài đào đó để số một đầu xoay đó là đào cây thiên ráp của nó lên lên số một để nhớ như vậy thì chúng ta không như vậy tưởng đại dụng nhưng mà khi quán và về quán thật đã thấy sự thật nó là gì nó thật à nó là như vậy như vậy nếu mà cái đinh nó chạy không phải như vậy nó có một cái tưởng gì nghe của gì cái lại sao này quý vị sẽ giải thích thêm chỉ biết là niệm thôi niệm thấy qua đây chạy niệm chạy hả chạy để ghi nhận cho kỹ như thế nào chân niệm á dạ nếu thấy chỉ là thấy thôi như vậy nếu mà thấy nhìn nó thấy nó không nói là mình đinh là thực tế mà chân niệm mắt thấy tai nghe xuống như vậy thì nó có một cái thái độ nhận thức khác hơn là thấy đinh có một cái tưởng thế đó không biết liên quan gì cái lại sau này sẽ có câu trả lời vì có câu hỏi tiếp như vậy có cái tưởng thế đó niệm nếu suy nghĩ tưởng để tưởng thế nhìn cho kỹ chút chỗ đó rồi bây giờ chấm dứt một câu hỏi thứ nhất vì chị giải thích là có cái tưởng một chút ở nó đó cũng như mắt càng giờ mở rồi lại thấy kim nó hồ nó chạy vòng vòng nó nếu nó chạy vòng vòng kia là khác chỉ nó nhảy số cái đó là khác à còn nó chạy vòng vòng và nếu nó chạy thật thì được còn nếu chỉ cái không có nhưng mà mình nhìn nó giống như nhìn trên trần nhà thì cái đó thì phải nhìn cho kỹ
nghe nhảy đầm và ghi nhận. Nếu nhảy, niệm là nhảy, nhảy mà không nhảy, niệm là không nhảy. Niệm theo cái tưởng tượng ra, dù thế nào cũng ghi nhận nó. Này, thì cái chánh niệm này nó, thì tâm nó nghe chánh niệm thôi, không gì. Vì trong lúc đó không có mặt cô không biết, không có mặt của vô minh. Nó tới là vô minh, hay đi à? Vì đặc tâm của nó là hay biết, nó là thiện pháp. Nghe đó, chánh niệm nó là thiện, luôn luôn là thiện. Vì chánh là không phải tà niệm, mình dùng ra là chánh niệm. Vì chánh ngữ chánh niệm của nó chánh hết rồi, bây giờ tôi nói nó là chánh niệm, chánh định, tâm khôn mà. Như vậy nó ghi nhận sẽ thay sự thật cho mình. Nó trả lời tiếng nói của chánh niệm, tâm là ngài. Đúng không? Vì vậy thì câu thứ hai, kính bạch ngài, trong thờ thiền ngồi, khi tâm an trú vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, không suy nghĩ gì, mắt thì nhắm, nhưng đôi lúc con thấy xuất hiện khoảng không gian trước mặt, lúc thì màu vàng sáng, lúc thì màu xanh biếc, lúc thì hồng tím vân vân. Con niệm thấy thì vùng sáng trước mặt trở nên trong suốt, và lúc đó thân con nhẹ bỗng, con cảm nhận được một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Con tiếp tục niệm an tịnh và lần lần niệm hoan hỷ đó, niệm hoan hỷ đó rồi thì cũng thấy cảm giác an tịnh đó không còn nữa. Sau đó con trở về với phòng xẹt và tâm tiếp tục hay biết theo dõi các pháp khởi sinh lên và cố gắng duy trì chánh niệm như đau đau, nhức nhức, khó chịu, nóng lạnh, căng cứng, buồn ngủ vân vân đến hết thời thiền. Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây, cùng với tâm chánh niệm và tâm thắc mắc tại sao có màu này màu nọ, tại sao nhẹ bỗng vân vân. Con niệm thắc mắc thì biết tâm hối tiếc, con niệm hối tiếc vân vân. Khi những màu sắc đó, niềm hoan hỷ cũng như an tịnh đều biến mất đi, nhưng đôi lúc những suy nghĩ thắc mắc hối tiếc đó lại đột ngột quay về và tan biến ngay khi con ghi nhận biết rồi. Bây giờ đoạn này hành giả giải thích chánh niệm rất là rõ, rất là rõ hơn là câu thứ nhất. Câu thứ nhất hình như không có dùng chánh niệm rõ lắm, mà câu thứ hai này nếu cùng một hành giả giải thích rất là rõ hơn câu thứ nhất. Vì vậy cái câu thứ nhất vì không rõ có cái tưởng nhảy vào, mà câu thứ hai hành giả giải thích rất là rõ. Trong thời thiền ngồi, khi tâm an trú này, an trú vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, đúng, không suy nghĩ gì, đúng, mắt thì nhắm, nhưng đôi lúc con thấy xuất hiện khoảng không gian trước mặt. Như vậy nếu mà khoảng không gian trước mặt này đây là một cái xuất hiện, nhắm mắt đôi lúc vì không suy nghĩ đó, đôi lúc con nhắm mắt rồi trước mặt lúc thì màu vàng sáng, lúc thì màu xanh biếc, lúc thì hồng tím vân vân. Con niệm thay thấy đúng biết niệm rồi,
con niệm thì thấy thì dùng sáng trước mắt đã nên trầm sáng biển đẹp mới màu đó, bất cứ màu xanh màu vàng màu tím, niệm thấy thấy biết liền đã thành trong sáng. Này này chân niệm trầm sáng rồi rồi như thế nào nào trong sáng trước mắt trở nên sáng suốt. Và lúc đó thân con nhẹ bằng bắt hàng một đối tượng, vì trong đó cái biến mất hình như giống như xả ly, nó không còn màu sắc hay gì xanh vàng gì không, chỉ trả lời chánh niệm vẫn còn cảm giác một cái nhẹ bỗng hồi nãy liền bằng cái mắt mà biết cách niệm. Niệm là thấy thấy biến có sáng suốt, không còn thấy màu sắc gì nữa. Thầy trong lúc đó tại sao này na na sư hỏi giống như sư thắc mà này theo niệm sáng suốt, và lúc đó thân con nhẹ bỗng cảm nhận được một tĩnh lặng hoàn toàn đẹp. Hồi nãy liền bằng nhau mắt niệm thấy màu xanh màu vàng, nhưng bắt ra cái niệm đúng, niệm thấy thấy như được biến mất màu sắc, thấy mặt trong sáng không còn gì. Bây giờ cái chân niệm nó dài dạng nó vẫn còn, đi cần ngờ nhớ điều đó lại là một thứ nhất là gì, không sạch. Như vậy khi nó nghe kêu đã tâm nó dài dạng khá vừa trở lại phong sạch này, phong sạch là gì, bận mắt rồi nó có cái trạng thái một cái đặc tính của gió. Thấy cái đặc tính của gió như vậy nữa, lúc đó thân con nhẹ bỗng, cái nhẹ là cái gì, nhẹ là gió vì đi rồi, vì vậy đó đi kinh hành luôn luôn phải đi để kinh nghiệm, kinh nghiệm trong lúc đó hành giả chú tâm nơi chừng ngày đấy, ngồi thì chú tâm nơi bụng, mà đi chú tâm nơi đi, đi làm gì đó tôi đang đi, thì đang đi phải hành động cũng đây, phải chân mặt bước chân ra bước, nếu tâm ở nơi chừng chánh niệm ở trên hết thảy trước mắt chánh niệm bắt làm một theo dõi thì vậy tâm ở nơi chừng. Rồi nó nói cái gì á, sẽ thật là như vậy, giả nó nói giả tục đấy, giả đưa tay đè xuống làm sao giả được, nhẹ mới giả được, làm sao đưa tay nhẹ mới đưa tay chuyên tâm đây nhẹ. Như vậy cái đặc tính nhẹ trở lại là một cái nhẹ ngày tôi chưa mất rồi, bây giờ nó nhẹ, nó bắt đầu chánh niệm nhẹ nhẹ tâm kinh nghiệm ôi nhẹ nhé, hơi tới giống như miệng ngoài trong một bài nam có điều chỉ nói vì vậy một vài tiếng rồi nó thấy nó chạy không tới một khúc, nó lên nó chuyển qua chuyển lại đã là gì đấy, mấy bài không gió làm sao con người làm gió đó, tạo gió còn gió này gió thì đạo, gió này gió chết à, học này học để tôi thấy chết, và nếu không có gió là chết, phải học bây giờ thôi. Giờ đó để xả đi trong lúc bằng cách nào mình hiểu hay rõ ràng. Hành giả bắt đầu nói này trả lời câu trước nữa này, con tiếp tục niệm từ như thế từ đó mà cảm thấy nhẹ bỗng, một cái nhẹ bỗng cái tâm đã thay đổi, nó tâm âm sám nhẹ, cảm thấy như nhẹ, cảm nhận được một sự tĩnh lặng hoàn toàn đấy, nó có sự tĩnh lặng hoàn toàn này, một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Rồi đi tới là như thế nào, con tiếp tục niệm an tịnh, niệm đúng rồi đó, an tịnh vài lần trong niệm quan hệ, vừa quan hệ vừa an niệm hỷ đó, rồi thì cũng thấy cảm giác an tịnh đó, an tịnh vài lần trong niệm quan hệ đó rồi cũng thấy cảm giác an tịnh đó không còn nữa, rất đúng. Chánh niệm làm việc niệm vì thấy biết liền
Sau đó con trở về phòng xẹp đài bài học cũ đó, vì nhẹ con mắt an tịnh con rất nè nó mắt rồi, bây giờ thế trở lại phòng xẹp ngôi nhà của nó đó. Trả lại đối tượng thứ nhất sau đó với phòng xẹp và tâm tiếp tục hay biết hay đúng và theo dõi các pháp khởi sinh lên và cố gắng duy trì chánh niệm như như đau nhức nhức khó chịu nóng lạnh căng cứng buồn ngủ vân vân thì đến hết thời thiền này một khúc này đã bắt đầu cái này giải quyết cái trước như vậy thấy tim thấy nên mà nóng trên đó chạy 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 có một cái tưởng rồi cái này tưởng đó không không phải tưởng cảm giác nha. Cảm giác quan tâm. Bây giờ cảm thấy cảm giác như thế này nè. Tại sao cảm thấy nhẹ? Nào, rồi nó đưa tới an tịnh. Đây, nếu quý vị nghiên cứu theo thất giác chi. Thất chi là chi của sự giải thoát. Một là cái niệm nè. Cái gì cũng niệm. Khi mình niệm như vậy đó, tiếp tục niệm, sẽ có trạch pháp giác chi. Đôi khi người ta dựa tới bồ đề niệm, bồ đề vệ, bồ đề tấn, bồ đề tấn rồi bồ đề hỷ, bồ đề tịnh, bồ đề định, bồ đề xả cũng ta tùy theo thì dịch vì bồ chẳng khác bồ thứ gọi là giác ngộ hay gọi là bồ đề ăn cá là chỉ cũng nó có nhiều vị dịch sát nghèo như thế nào niệm giác chi còn gì giác ngộ, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Rồi, như vậy tới bảy cái chi, bây giờ nó đi theo tầng, từ theo dõi, niệm bắt đầu nó nhẹ, là như vậy. Chánh niệm là trạch pháp, và cố gắng theo dõi cái giờ cái đó, theo dõi về tinh tấn cái nhà hỷ sanh lên à. Hãy giác chi mà cái hai chữ nó an tịnh là sanh lành giờ an tịnh nó nói trong như hành giả vẫn niệm tự nhiên nó cũng tâm diệt các pháp mà sanh diệt nhưng bây giờ nó thấy là cái hỷ và đi tới tịnh này bây giờ giải thoát mà hành giả đôi khi đó tại sao như vậy là hết thầy thiền nè vì còn câu hỏi dưới nữa nè hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây. Đây cũng không phải một lần, nhiều lần nó xảy ra như vậy. Cùng với tâm chánh niệm và tâm, nó có chánh niệm trong đó rồi. Nhưng có lại thắc mắc, tại sao cái đó là xảy ra như vậy này? Tại sao cái màu này, cái màu nọ, tại sao nhẹ bóng? Này, vân vân, con niệm thắc mắc, đúng nữa. Niệm thắc mắc và khi biết tâm hối tiếc, con niệm hối tiếc biết niệm rồi đó, đúng, hối tiếc. Khi những màu sắc đó, niềm quan hỷ cũng như sự an tịnh đều biến mất đi. Nhưng đôi lúc những suy nghĩ thắc mắc và hối tiếc đó nó lại đột ngột quay về và tan biến ngay. Khi còn ghi nhận biết nữa hay. Khi mà có không có chân niệm thay nó tái liền nè, không có chân niệm không ánh sáng bóng tối tái liền có ánh sáng bóng tối mà pháp bảo về đó pháp bảo sáng nay khi nghe ngài giảng con hiểu các pháp đến đi như người khách lạ không mời mà đến, không đuổi mà đi, mình chỉ đón chào xã giao vậy thôi. Như vậy là để được tâm xả ly thì phải thay đổi thái độ hành xử của tâm. Để xã giao khi thấy các pháp đến và đi trực nhận bằng chánh niệm và không dính mắc, nó là như vậy. Thực sự nó là như vậy. Qua nghe pháp con hiểu
bởi vì có các pháp ắt phải có duyên mới khởi sinh, thì ắt phải có duyên để hoại diệt. Vì duyên duyên gì để từng pháp phát sanh, pháp khởi sanh, tâm con chưa bắt kịp hết. Nhân chánh niệm cũng là duyên để pháp hoại diệt, có phải không thưa ngài? Thiện hay bất thiện cũng chỉ là pháp thôi, nó sanh hay nó diệt là vì duyên của nó. Như vậy các pháp vô ngã chẳng thường là ta, vác đi phiền não ác tà là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sự tình thật mong ngài từ bi chỉ dạy thêm cho con thành kính tri ân, kính chúc ngài luôn mạnh khỏe an vui. Đây giải thích thêm một chút mà quý vị thắc mắc, cái chỗ thắc mắc và đôi khi hối tiếc ngồi bắt đầu không thấy cái đó nữa, nó rồi lại thấy đau, thấy nhức vàng vàng khó chịu, nóng lạnh cơn mềm buồn mẫu cho đến khi hết cái gì hay thắc mắc, nếu cái đó nó cứ tới thấy nó khỏe, tại sao đôi khi vậy, tại sao đôi khi hối tiếc hồi phải được như hồi nãy vậy đó. Rồi, thật mặt vậy đó. Đã tính là xả ly rồi, bây giờ còn quên xả ly, thật mặt trở lại. Rồi, hối tiếc trở lại. Hay niệm nữa. Đó, niệm hối tiếc của tiên nó cũng trở lại, đúng rồi. Giải thích thêm vấn đề. Nhẹ bỏng. Trong lúc đó, trong khi ánh sáng mắt rồi, ban đầu mà vì thế, giải thích vấn đề thêm sang thức. Trong thời thiền ngồi, khi tâm an trú vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, không suy nghĩ đầy đà, thở vào thở ra không suy nghĩ gì, mắt thì nhắm nhưng đôi lúc con thấy xuất hiện khoảng không gian trước mặt, lúc thì màu này màu kia đây, không suy nghĩ là tâm định. Này, mà làm sao có duyên nó định như vậy? Vì thấy phương duyên của nó là gì? Duyên đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi. Giới nằm sanh định rồi bây giờ chánh giới được. Nhiệm vụ mà hồi nãy đọc trái rồi, bây giờ thanh thiên đã có duyên rồi. Bây giờ nó đưa tới chánh tinh tấn. Làm sao có chánh tinh tấn? Tới niệm rồi. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm đây đang hành thiền. Mà chỉ của Pháp đó lên. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh niệm đầu tiên ở trong thất giác chi gọi là Bồ Đề niệm hay là niệm giác chi. Thì trong đang hành thiền này có mặt rồi. Có mặt gì? Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở trong giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, rồi chay hệ giác chi, ta nói rồi. Bây giờ thấy cái này sinh lên như vậy, không phải một nhẹ nhàng, đã thấy màn sắc rồi. Thầy trong chi của hỷ, thuộc về thiền pháp, khi có tâm định tốt, có niệm, có trạch pháp chi, có tinh tấn, thầy hãy bắt đầu có cái hỷ này vui. Mà cái vui này nó có năm cái vui là thứ nhất là gọi là Kuttaka Piti, tiểu hỷ. Thì tiểu hỷ hành giả thấy này, thấy dùng màu sắc này nhẹ màu sắc, rồi màu sắc này nó đổi thành màu sắc khác. Tại sao có màu sắc đó, giải thích một chỗ đó. Vì thầy khi mà âm dương hội hợp đúng lúc, nó băng ra một ánh sáng xẹt ở trên trời, ai thanh tâm không phải, đó gọi là hiện tượng của âm dương, hiện tượng của âm dương. Nó biết không? Nó không có biết gì, nhưng âm dương nóng lạnh tách rời nhà không phải là đông nhào như vậy. Vì thấy lò lửa đang nấu đó, vừa lấy một ly nước thay vô, nó phản ứng nó liền. Âm dương và nó phản, nó trả một cái khói
đưa lên nóng hơn nữa, người thấy này đấy âm dương à, tao ngờ vậy không, chỉ âm dương mà nó phản ứng như vậy. Thầy trên trời thân vậy, thế mà trời rất mơ người thấy ôi nó sẹt như thế này. Một lần sư đi máy bay từ đây nói cái chuyện đời chứ mà nó thấy vậy nó tránh từ Chicago về qua thành phố ba giờ đường cho nên trước đó rồi mưa tối rồi bắt đầu nó trải chốt máy bay nó bắt đầu nó bay nó tránh cái đó thì thấy vì nó điện hay nó tránh cái đó thấy rõ nó quẹo tránh một cái đám mây đó này thì đây nó là âm dương thấy âm dương mà bây giờ tại sao mình âm dương đó? Không có người có âm có dương mà có âm có dương. Âm là gì? Đất nước âm dương đó, đó là cái âm mà vì vậy nếu mà tâm đi rồi nữa đi rồi hay còn lạnh mà đất nước còn mực nóng đó nó bài tiết không rồi chảy ra hơi thở tâm mượn đi liền hơi thở mất liền cái gì còn vì nó bắt đầu cái nóng này mất lạnh thầm mà gì cứng này đây âm dương thành đau khi đã nói tâm là dương là đất nước là gió là âm hơi hợp lại một con người sống như nó hay là đó hay bây giờ khi mà tâm định rất là quan trọng định là không nghĩ theo dõi tâm tâm là dương hồi não tới giờ đâu có động như nó quá khứ tương lai quá tương một tâm vì biết rồi này trầm cảm căng thẳng trầm cảm căng thẳng đi đứng là mệt coi tâm làm việc nhưng bây giờ khi ngồi thiền vì với trong sạch bắt đầu là trong sạch thì định khi mà định rút rắp âm dương vì cảm giác như vậy cảm giác sáng sáng đó là giống như trời chốt vậy thế pháp và đó là lời tiểu hỷ này tiểu hỷ ở tiểu hỷ khác nó có một cái chà cảm giác như rần nói da gà nhói ốc xẹt rồi xẹt là dòng tiểu hỷ bây giờ nó mạnh hơn nữa sát na hỷ hay dùng trò chốt đó đó vì thấy màu vàng màu trắng nó xẹt như vậy đó này cái đó là gọi là sát na hỷ sát na hỷ rồi đi tới nữa hành giả thấy như là nhẹ bỏng nó tên một cái hỷ nữa này hỷ thứ ba là cái kandika paiti nó giống như là hải triều hỷ có một cái hỷ vì đôi khi bị ngồi nó chuyển qua chuyển lại không có nặng nề giống như người ta tâm biển vậy đấy cái hải triều hỷ còn có nó nữa nhưng hành giả giải thích tới cái hỷ thứ tư là kandika paiti thường thành hỷ thưởng nó lên thầy cái đó là cái nhẹ đó đấy mà khi quý vị theo dõi phòng thì sẽ nhẹ cái đất nước rồi nó nhẹ à gió nó kéo đi vì đưa tay lên vì đưa tay lên nó nhẹ tại sao nhẹ vì gió lửa nhẹ người thấy đốt lửa có gió liền hai cái gió và lửa không có gió lửa tắt này cái thiên nhiên nó như vậy thì hành giả cảm thấy đó nó là thiền thân hỷ mà cái đó này lại của mình nó thường không nhờ tâm định nó đưa ra đó tâm không định không có mà tâm định niệm nữa định biết định nhẹ biết nhẹ bắt vào nó xong nó gì thường có không nhưng mà trong đó thấy tâm định nó đưa ra đó bất thường nó xảy ra nhỉ này bây giờ đưa tới một cái trạng thái tâm tác mà hãy nhẹ bỗng cảm nhận được một sự tĩnh lặng đầy như vậy khi mà có thấy thấy bắt đầu tâm nó tĩnh lặng tại sao nó không đau không nhức hồi trước nó ngồi nó đau nó nhức nó nặng nề bây giờ nó đưa lên
rồi như đứa nhỏ đó bỗng nó đơn đưa tay đưa luôn nhẹ nó hết khóc điện này coi đứa nhỏ đó đấy nó cảm thấy nhẹ nhàng nè với bàn tay của người mẹ đấy. Này, nhưng vậy gọi là cái sự là tĩnh lặng đó, an tịnh đó thì gọi là pasati thấy rồi pasati là tâm tĩnh lặng lần trong niềm vận hệ đó rồi cũng thấy cảm giác an tịnh đó không còn nữa đấy nếu cái gì có niệm nếu cái gì nó cũng thấy thay đổi hết à mai chánh niệm không có gì thừa nhưng mà cái tốt là thấy xảy ra như vậy đó trong lúc mà tốt sau đó con trở về phòng sạch đối tượng đầu tiên theo mấy cái khác tới niệm niệm rồi vì phòng đầu tiên rồi tại sao không nó có như vậy mà nó có điều phòng rồi nó sẽ không nó sẽ đây là một cái sự tỉnh thức rồi thấy gì đó là bụng mất rồi này mà cái sự chuyển động vẫn còn tiếp tục hay biết theo dõi các pháp khởi sanh lên và cố gắng duy trì chánh niệm là như vậy sanh lên phòng phòng sanh lên hết phòng bắt đầu xẹp nó sanh lên cũng hết xẹp khi đưa tới đau rồi niệm đau đau nhất niệm nhất nhất khó chịu niệm khó chịu nóng lạnh căng cứng buồn ngủ vân vân cho đến hết thời thiệt thay niệm gì thiền minh sát lại vậy đó hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây thế khi mà ngồi thiền trước nó có như vậy đó gọi là phải là được khinh an này chánh niệm nào trước chánh niệm rồi có tinh tấn trong đó đưa tới phì lạc tinh tấn đưa tới phì lạc đưa tới khinh an đó là trạng thái của nó đang vậy vì có tâm định một niệm là một định một niệm là niệm đó là cái vận hành của pháp bảo ngày đầu tiên đó, có người một người hành giả nói là thấy vận hành của pháp đó là pháp pháp hết à trước đây cùng với tâm chánh niệm bây giờ con niệm là tâm thắc mắc đó biết cách niệm hết rồi rồi trở về niệm hết biết cách niệm sao nhẹ bỗng vân vân đã hết thời thiền hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây đó nó đúng nó ngồi thiền tới thì nó tới như vậy cùng với tâm chánh niệm và tâm thắc mắc lại sao màu nha màu 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 này màu nọ tại sao nhẹ bỗng đó là kinh nghiệm mà không biết tại sao hồi mình đó con có ngồi thiền không có cái đó thì ngồi thiền mới có cái này đó gọi là một chi ở trong thất giác chi sinh lên nhưng mà theo bảy giác chi đôi khi giác chi này sinh giác chi kia không sinh giác chi kia sinh giác chi này giác chi nào sinh là như vậy nó chưa đủ điều kiện nó hơi tiếc vì vậy hành giả đôi khi trả lời với cái sự thắc mắc là như vậy tại sao nhẹ bỗng vân vân con niệm thắc mắc và biết tâm hối tiếc niệm hối tiếc biết cách niệm và con niệm hối tiếc khi nhận màu sắc đó niệm quan hệ cũng như sự an tịnh đều biến mất các pháp hữu vi ở trong các pháp vi khi nhận màu sắc đó niệm quan hệ cũng như sự an tịnh đều biến mất đi nhưng đôi lúc những suy nghĩ hay thắc mắc là hối tiếc đó đột ngột quay về và tan biến ngay khi con ghi nhận biết biết này thôi đôi khi chỉ được vắng mặt vì vắng mặt của chân niệm thầy nó ta liệt vì đây vì không biết của mình thắc mắc là tay liền thắc mắc tay liền thắc mắc như thắc mai mà nghĩ mình thấy tại sao như vậy này nhưng mà khi niệm khi một đôi lúc quay về và niệm biết biết thì nó tan biến con ghi nhận biết sáng nay khi nghe ngài giảng con hiểu các pháp đến đi
đến và đi như người khách lạ, không mời mà đến, không đuổi mà đi, mình chỉ chào đón xã giao. Này vậy thôi. Như vậy là để có được tâm xả ly đó, khóa thiền này mà phương pháp viên ta cách ly á, trong thời gian cách ly còn thì Đức Phật đã dạy mình xả ly rồi, ngài không nói cách ly. Ở đời người ta đã biết rồi, ngài nói cái đời không có biết về cái tâm này, chỉ cách ly thân thôi mà tâm không biết cách ly. Đây Đức Phật dạy điểm này mà mình học Phật học cho này nè, học cách mà biết xả ly nè. Và khi phải và khi thay đổi thái độ hành xử của tâm để xa giao, khi thấy các pháp đến và đi được nhận bằng chánh niệm mà không dính mắc, nó là như vậy, thực sự nó là như vậy. Qua nghe pháp ngài hiểu vì các pháp này sẽ đọc rồi đó. Nhưng sư giải thích rồi, đó gọi là quy lạc. Quy lạc có năm: tiêu hỷ, sát na hỷ, hải triều hỷ, thường thanh hỷ và xuân mạng hỷ. Thế anh giả trong năm hỷ, anh giả có kinh nghiệm thấy được ba hỷ, hai một là sát na hỷ, thấy ánh sáng, rồi thấy thường thanh hỷ, biết nhẹ, rồi đi tới nhờ cái đó đưa tới tâm an tịnh, gọi là thân an pasati, gọi cái đó. Nhưng mà chi này nó lên, chi kia nó lên, giống như quay số, có từ 7 số 1 triệu người ta mua số, ngày nào cũng mua số hết à. Nhà nước sống giờ nó nhất là người nghèo hay mua số lắm. Đáng gì, đáng nếu mà trúng 7 số thì trúng 1 triệu, mà người ta không trúng, cứ dồn dồn 1 triệu 2 triệu, đôi khi có mấy chục triệu vậy đó. Nhưng mà ai vì trúng hết 7 số đó rồi, người ta gọi là trúng số, người ta nói là trúng số, thì mình là thắt chặt chì ra. Nếu thắt chặt chì nó lên một lượt 37 phần ra đầu đổ thì người ta là thắt chặt chì, rồi nó lên. Nên mình đang học về xả giác chì, nhưng mà xả giác chi, hương hợp xả giác chi đang xả nhưng mà chưa hoàn toàn xả, vì cái gì nhiều cái xả đó. Ly xả ly, lúc cái chữ ly, ly dục và ly hận, ly hại, nó vậy đó. Vì các vị tiền bối đôi khi dùng chữ các ngài đó tu niệm nhiều, nói xả phú của bằng xả bỏ, xả phú của bằng mình giàu nhưng bỏ hết cho một người nghèo vậy đó. Xá thân cầu đạo, bỏ thân này đó, bỏ thân này để cầu sự giải thoát nha. Nên gọi là xá phu còn bằng xá thân bà, nó ở trong nghĩa của xá lì vậy. Nếu mà xá đúng thầy giống như đồng bộ tập xá hết, nó xá phu còn bằng xá thân cầu đạo, ngài thử hết các phương pháp tu nào là khổ hạnh lợi dưỡng, biết rồi ngài đi tới phương pháp khổ hành không thành công, đi đúng con đường trung đạo giải thoát, mới dạy các đệ tử của ngài xả ly hết, không còn cái gì hết chứ. Rồi đang là giải thoát cái điều kiện mà đang bị chưa giải thoát, buồn như lò một cuộc đời, một thế giới này nè, hết ngài cái niềm tin Đức Phật á, rồi bắt đầu tập xả ly ngay, không có gì hơn chỉ cái đó thôi. Như thấy khi mà không có thuốc trị, khoa học nó tiến bộ chứng minh về đạo Phật á, khoa học nó tới tới nó chứng minh cho đạo Phật hết. Đức Phật thuyết cách đây 2564 năm, khoa học nó học hết về sắc pháp, nó chứng minh hết không còn cái gì. Đức Phật nói về thần thông, nói lửa lấy lửa làm đề mục, nước làm đề mục đạt thiền, rồi bay được, bay được, nhưng chưa chắc
nếu phàm thiền là đức hạnh. Đấy, lịch sử đó, ngài Địa Bạc Đà đó, phàm thiền chứ thanh năng, rồi đạo thiền, rồi tham sanh lên đức thiền đó. Thế khóa học nó cũng tìm mà bài này đó, bài được nhưng không biết lý do gì mà nó rớt, nó đập vật á. Trước khi lên nó nói, nó vật chết rồi đó, nói vô thường vô ngã. Đấy, Đức Phật bài dạy thích rời đó, rồi nó đi tới cuối cùng nó bay được nè, trên trời đi trên nước được lực nó đập liền. Đúng. Lên máy bay liền nè, trước khi bay hai người chịu đại diện nói điều máy bay này mới bắt đầu cái nếu mà chúng ta nghe ôi tôi sợ tôi giống bỏ xuống liền đấy như vậy thì nó nói máy bay cái tôi gì nè cửa đó, nó nói cửa đó liền ngay cửa đó có chuyện xảy ra là mình phải ngồi phải cột như vậy định tâm. Có chuyện xảy ra gió là làm việc á, máy bay á, chạy tay chạy luôn chết à, hãy ngồi chứ yên nghe đó ngồi à, ngồi rồi bắt đầu đi chạy cái chết đi. Cửa đó đó lấy gió này cái chuyện xảy ra cửa này thức hết nè màn trên cổ gió tại sao nó xuống trên này nó cây cối không mà chết hay xuống biển nó tấm rồi bay trên nó đã tính có cái chương trình của nó, có bản đồ của nó hết, có chuyện xảy ra nó tìm biển nó xuống liền, bỏ biển thay phải thổi cái đó ra xuống biển, cái chuyện của mình rồi. Nó dạy thế ta chuyện của mình vô ngã, mình phải tự vô ngã nó chết thì chết không à, này rồi nó dạy thế ta vô thường, cái chuyện xảy ra vô ngã tự cướp đi nó, tại cứ nó phải ngồi yên. Còn nếu mình ngồi không yên tự nhiên nó lập vậy đó, nghiêng bên đây chạy qua bên đây, nghiêng bên đây chạy máy bay không điều kiện đó, vì thấy ngồi với yên dù thế nào phải ngồi chiếu trận như vậy. Mình để trên để làm việc máy bay, hai người nó làm việc đấy, nói về cái chuyện hỷ giác chi này, này tinh tấn bay được, bây giờ mình ngồi thấy nhẹ đấy, thấy nhẹ. Đó là thiền á, đây một chút thôi, còn định chỉ họ định trong cái gió định hoài, vì thấy khoa học đó, làm thành cái trong trống, một trong trống, hai trong ba trong bốn trong ba thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, một trong trống à, kia sơ thiền nó còn lắc tay lắc hai trong trống yên, ba trong trống thiền lên mà bay nó tăng thêm cái quạt máy, cái máy một động cơ, hai động cơ đưa con người đi này, con người sắp pháp à, theo sắp pháp đi. Đức Phật khi nào cầm tay thấy không cho dùng rồi à, thấy không có lợi trong ngày một kiền liền rồi. Như Đức Phật á, này ngài vì ngài là pháp vương, là thành thông giao hoa đệ độ chúng sinh bằng cách đó. Vậy thì vì kinh nghiệm cái điểm đó, bây giờ thắc mắc đâu đi vì tại sao sư nói phi lạc mà có tên năm phi lạc, có trường hợp về quy niệm thôi, niệm khi xảy ra niệm hết. Bây giờ cái câu thứ hai đó thì giải thích rất là rõ, không còn thắc mắc với kinh nghiệm của mình nhé, là kinh nghiệm của mình hay rõ là như vậy. Còn nhớ cái câu thứ nhất đó quý vị niệm rồi bỏ qua, đừng có theo nó vọng là tưởng à, vọng tưởng đó không có đúng lên. Tại sao như vậy? Có một cái vọng chứ, theo dõi phòng, theo dõi xem chuyển chúng có theo dõi do ảnh hưởng, đôi khi ảnh hưởng ngày rồi nhìn cái đó chưa xuyên thấu. Câu thứ nhất chưa xuống đó, câu thứ nhì mà hành giả được xuyên thấu, niệm mất, nhưng cái câu thứ nhất chưa, ngài chưa thấy cái đó, mới cái câu thật mắt này, mới thấy còn vọng, thế vì đâu nó vọng đâu có thật. Cái này cũng chuyển qua chuyển lại cho nó, giống như nó còn chưa thấy có rồi mất, này
Vậy thấy thầy vô cái biểu tượng, bắt thầy 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 rồi ảnh hưởng tới bắt. Ảnh hưởng tới bắt. Đấy, thấy thầy nhìn thấy mặt ảnh hưởng cái này này. Quỳ chưa thấy. Nhưng mà câu thứ hai này, hành giả trả lời câu thứ nhất rồi. Này, tại sao vậy? Vẫn còn. Vì vậy, đôi khi các vị thì kêu, vẫn không theo rồi không theo vẫn. Thì mình không theo vẫn mới đối tượng đầu tiên, không muốn tâm năng sống với ai. Nó tóm là tứ đại, nào, đất nước đi, mà đất đi đó thuộc thì tứ đại, đất thành cứng mềm, này, lửa dính hố, nước dính hố, lửa nóng lạnh, gió càng cái động thì tâm nó sống ở đó thôi. Sống cái đó mới gọi là chân đế. Mới xong cái đó đâu có tham sân gì. Bây giờ mình thực đế. Có một cái một màu đất, một thứ, muốn hai thứ, được hai thứ, muốn ba thứ, coi dục trưởng trưởng dưỡng tưởng tục đế. Cứ lên lên anh vậy tưởng. Mà đất đó mình sống thật không? Đâu có. Đất đó theo mình, cái đất đi đâu, đất nước này này thì tâm nó sống. Nếu mà tâm không còn ở hiện tại, tưởng không à, quá khứ tưởng, tương lai tưởng, mới gọi là vọng tưởng. Thầy có một cái kinh gọi là Nhất Giả Hiền, sư đọc ngày đầu tiên đó. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã vọng tầm, tương lai lại chưa tới. Chưa tới chỉ có pháp hiện tại, tuyệt quán danh pháp hiện tại, danh pháp sắc pháp này này, hiện tại ngồi thiền cái danh pháp sắc pháp à, một cặp. Tôi là ai? Tôi là danh sắc thôi. Tôi là thân tâm ngồi. Thế vì nếu mà thân tâm tới rồi, âm dương tới rồi, đâu có nghĩa gì đâu. Vì vậy cái âm, cái dương bỏ âm á, cái chớ dưới tìm không được, quá khứ không được, không được nè. Nè, các gì trầm cảm, mất cái chết rồi, theo cái chết làm sao có được cái gì đâu. Mà chưa tới à, theo chưa tới bắt không được tưởng. Giống như trời có sao, thấy có sao, đi tới bắt không được, đi tới không được cái gì hết. Bỏ hình bắt bóng, từ khi các vị dùng như vậy, bỏ hình bắt bóng. Hay cái này mới là đúng là vị tu theo Đức Phật thì vậy. Như vậy mình có trí tuệ, làm sao cái tuệ này về mình xác này, quán về quán đã thấy như vậy. Nếu vị ngồi thấy như ở trong cái câu trả lời thứ hai rồi, cứ tiếp tục như vậy. Đây là tâm của quý vị. Rồi, đó là cái câu trả lời của một vị hành giả. Rồi còn 30 phút tới, đây thì giờ xả ly. Xả ly, ngồi thiền. Ngồi thiền. Bây giờ, cái đó là sống như vậy. Với chánh niệm, đưa tâm vào đối tượng và có chánh niệm theo, tuệ quang chính là đây. Vậy là hiện tại đó, phải chụp bằng nào cho vô thầm mạng. Chỉ có pháp hiện tại, nói chỉ cái hiện tại, pháp, danh pháp, sắc pháp, tên pháp không. Thân cũng là pháp, tâm cũng là pháp, tên pháp hết. Này. Rồi quý vị thấy, làm sao quý vị thấy pháp như vậy? Duyên, làm sao cứ duyên như thế? Duyên đó, vạn pháp do duyên sanh, duyên diệt, vạn pháp diệt. Duyên sanh như thế, cái giới, cái đành nguyện, vạn pháp, thiên pháp sanh lên. Không có giới, không cần diệt này, mắc màu tài điệt nó đưa đi à. Đấy, và vạn pháp duyên tới. Rồi đủ điều kiện đưa lên pháp không. Như vậy quý vị thấy pháp, thấy pháp. Đi sâu đây trên con đường đi. Khi tuệ quan chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là tha. Pháp ly phiền não ác ta. Dạo này nó bị chao đảo đúng không? À, thế nó ác ta đây. Đây. Tưởng cái là nó không có bị tiêu chảy. Chứ là
Sư nói là thanh tịnh đó, thanh tịnh đạo đó. À. Giờ mời quý vị trở lại với thiền. Còn ngày còn thì giờ còn hết 15 phút nữa, hết 15 phút nữa hả? Còn 15 phút à, bây giờ ngồi 15 phút hai đồng hồ sẽ chắc hết pin đấy. Vô thiền hai đúng rồi, hết pin hết chạy. Giờ mời quý vị ngồi thiền nhé, ngồi thiền 15 phút không phải nữa, 15 phút yeah. Ngồi thiền 15 phút. Nó đi sai.
Dạ luôn luôn có chánh niệm. Quá tư nhân sao mà
Tam tăng tư đại ca sao điều tàng nhân hòa công đơn tăng già nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau và tư nhân sao hòa màu tam tăng tư đại ca sao điều tàng Thế Tôn lời giải ta tưởng năm điều quan tưởng phải thượng xét cả ra ta đây phải có sở già thế nào tránh thoát ca lúc qua căn tạng ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đắng ám ảnh lành ta đây sự chết ta sẵn dành thế nào tránh thoát kiếp sanh mạng kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật các quy men ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt sau ta ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả bao phân minh kết thành khi thuệ quang chiếu ta tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay và cả ly phiền não có đạo ai thân tịnh đạo ai rải chớ quên thìa tuệ quang chiếu ta tường các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn thoát ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu khi tuệ quang chiếu ta tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta và cả ly phiền não ác ta là thành tình đạo chẳng xa lối về ê ca ya do a yang pi ca ve ma go sa ta nang vi su ti ya so ka va ri de va nang sa ma ti ka ma ya du ka do ma na sa nang a tang ga ma ya Nyaya sati gamaya Nirvana sasa chikiriyaya Yaridam chataro satipatana Katame chataro itapi kave piku Kaye kaya nubasi viharati
Atavi sambhajano satima vinaya loke apichado manasang vedana suvedana nubhasi viharati Atavi sambhajano satima vinaya loke apichado manasang citte cittanubhasi viharati Atavi sambhajano satima vinaya loke apichado manasang dhammesu dhammanubhasi viharati atavi sambhajano satima vinaya loke apichado manasang Aham averohomi abhyavachomi anigomi sukhiyatanam parihārami mama mata pitu Acariya ca nyatimitta ca sabrahmacarino ca averahantu abhyavachahantu anigahantu Sukhiyatanam parihārantu Imasamin arame sabbe yogino averahantu abhyavachahantu Anigāntu sukhiyatanam parihārantu Imasamin arame sabbe bhikkhu samanerāca Upasaka upasika yoja averahantu abhyavachahantu anigahantu sukhiyatanam parihārantu Amakam Chatu Vachaya Rayakam Averahantu Abhyavachahantu Arigahantu Sukhiyatanam Variyahantu Arandu amakam araka devata imasamin vihare imasamin navase imasamin arame araka devata Averahantu Abhyavachahantu
A ni ga an tu su ki a ta na va ri a ra an tu sa ple sa ta sa ple va na sa ple bu ta sa ple bu ga la Sabe atta vava variyavana Sabha ittiyo Sabe purisa Sabe ariya Sabe anariya Sabe deva Sabe manusa, sabe vini batika, avera andu, abhya bacha andu, aniga andu, sukhiyatana, Bari arandu Dukkamu chandu Yathalata sambhatito Mabhiga chandu Kamasaka Purati maya disaya Pachi maya disaya Uttaraya disaya Dakinaya disaya Purati maya anurisaya Pachi maya anurisaya Uttaraya anurisaya Dakinaya anurisaya Etimaya disaya Upparimaya disaya Sabe sata Sabe vana, sabe puta, sabe pogala, sabe atabava bariyavana, sabe etiyo, sabe purisa. Sabe ariya, sabe anariya, sabe deva, sabe manusa, sabe vinivatika, avera andu. Abhyavacha andu Aniga andu Sukhiyatana Variharandu Dukkamuchandu Yathalata sambhatito Māvīgā chāndu kāmmā sākā Uttāngyā vābhāvāgā chā Ātoyā vāvīcito Samāndā chakavālesu Ye sata bhata vichara
Ám ya ma cha ni ve ra cha ni lu ka cha nu va da va u tang ya va 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 ga cha a do ya va vi chi to Samanta Chakavalesu Yesata Urakechara Abhyavacha Niveracha Nidukacha Duvadava Utang ya va 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 ga cha Ato ya va vi chi to Samanda chakka va le su Ye sa ta ka se cha ra Abhya vacha niveracha nidukha cha nuvadava Imaya tamanu tamma vati vatiya utam uche Imaya tamanu tamma vadi vadiya dhammam ucchemi Imaya tamanu tamma vadi vadiya sangham ucchemi Imaya tamanu tamma vati vatiya mata pitaro bhujemi Imaya tamanu tamma vati vatiya achariye Ata imaya vati varaya charamaranam parimuchisami idam me punyam Asavakaya vahang hotu Idang me silang Magyafala nyanasa Vajjayotu Imang no punya vagang Sapa satanang dema Sabe sata sukita Sadu, sadu, sadu Chư thiên ở trên hư không a địa cầu thương ở rõ tâm hồi điều Long vương thần lực có nhiều à đồng xin hoan nghỉ phước điều chúng tôi Hộ trì phật giáo tăng bồi à ca quần thầy tổ an vui lâu dài Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng tôi vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây
hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lan.